Hoàng Sa và Trường Sa bằng cách nào? Kính chào đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế. Tôi là Vũ Quang Thuận, biệt danh là Võ Phù Đồng, xin thay mặt phong trào Chấn Hưng Nước Việt thực hiện chương trình này. Thưa với quý vị các bạn, chương trình này chúng tôi là quay bằng hai máy quay phim. Một máy chúng tôi quay phát thanh truyền hình trực tiếp, live stream trên mạng xã hội Facebook. Và một chương trình chúng tôi là quay trực tiếp, sau đó chúng tôi sẽ làm lại chương trình và để phát trên mạng Internet. Thưa quý đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, sáng ngày hôm nay tôi có mặt tại nhà một thầy thuốc lương y rất nổi tiếng. Anh ấy tên là anh Trử Văn Lượng. Địa chỉ của anh ấy tại thôn Trử xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Và anh ấy là một cây lương y mà chữa rất giỏi về những cái loại bệnh là bệnh xương khớp và bệnh dây thần kinh và bệnh viêm xoang. Sở dĩ ngày hôm nay tôi có mặt ở tại đây bởi vì là chúng tôi đang muốn có một cái lời mời đối với anh Trử Văn Lượng để chuẩn bị ra đi chữa bệnh miễn phí và giảm phí cho một loạt những đồng bào Việt Nam đang ở những cái vùng biên giới hải đảo. Sắp tới đây chúng tôi cũng đã sẽ đi đến những cái khu vực như đảo Lý Sơn và một loạt những cái hòn đảo nhỏ lớn nhỏ ở Việt Nam, đặc biệt là những hòn đảo ở khu vực lân cận khu vực Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng tôi đang muốn làm bằng tất cả mọi cách để vào Việt Nam sớm thu hồi cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc đang xâm lược chiếm giữ trở về với Việt Nam. Cái vấn đề mà chúng ta muốn lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa thì vấn đề không phải chỉ là thương thuyết với Trung Quốc và nhờ cậy cộng đồng quốc tế, mà chúng ta phải làm an lòng dân để người dân Việt Nam chúng ta vững tin mà để ủng hộ cái chương trình để lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa. Muốn vậy chúng ta phải chăm sóc về sức khỏe y tế và sức khỏe cộng đồng ở trong người dân Việt Nam ở trên những vùng biển đảo. Thế thì chúng tôi đang chuẩn bị làm một chương trình và sắp tới đây chúng tôi muốn là để tạo điều kiện cho những người dân ở vùng đảo mà họ đang nghèo khó để có tiền khám chữa bệnh. Chúng tôi sẽ tổ chức một đợt quyên góp lớn ở trong nước và nước ngoài, mời bạn bè quốc tế là quyên góp những cái tài chính để phục vụ cho những chuyến đi của những bác sĩ mà tự nguyện ra ngoài đảo để khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Chúng tôi đã đi khảo sát một vòng thì cảm thấy rất nhiều người dân ở những vùng đảo hiện nay là không có tiền khám chữa bệnh, mà nhiều người mà ốm đau bệnh tật không có tiền khám chữa bệnh. Thế thì anh Trử Văn Lượng là một trong số những lương y mà sắp tới đây chúng tôi sẽ được mời để mà ra ngoài đảo để mà khám chữa bệnh cho người dân. Thế thì hôm nay chúng tôi xin đến gặp anh Trử Văn Lượng và mong muốn là anh giới thiệu cái năng lực của anh, những cái năng lực của anh để mong muốn để cho mọi người biết sắp tới để mà phục vụ cho cái chương trình mà chúng ta sẽ đi khám chữa bệnh miễn phí và giảm phí cho cái người dân vùng đảo. Những ai mà nó nghèo quá thì chúng ta miễn phí hoàn toàn, và những ai mà gọi là có một tí thì họ tùy tâm, họ cho bao nhiêu thì mình lấy. Đó thì quan điểm của chúng tôi là như vậy, và đã trao đổi sơ với anh mà anh ủng hộ thì phải là rất hoan nghênh anh, rất là tốt. Xin mời anh hãy giới thiệu về bản thân anh. Vâng, xin chào. Xin chào tất cả các bạn bè trên quốc tế và người dân Việt Nam. Tôi là lương y Trử Văn Lượng, được sinh ra và lớn lên trên quê hương Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội, quê hương của Trừ Độc Tử. Thế thì ngay cái ước nguyện từ thuở tôi còn nhỏ cho đến bây giờ, tôi muốn có một cái nghề chữa bệnh cứu dân, mà nhất là nhân dân Việt Nam mình còn nghèo khó, ở trong cái hoàn cảnh vừa chiến tranh xong rồi nhiều người dân Việt Nam còn khổ ở đây, mà các bạn bè quốc tế mà nghe thấy bảo người dân Việt Nam nghèo và khổ thì cũng thông cảm luôn, là đừng có cười, bởi vì người dân Việt Nam không phải là nghèo, mà người dân Việt Nam rất giàu. Các cụ bảo rồi, giàu mạnh về gạo, bạo về tiền, mà Việt Nam ta là gạo xuất khẩu đứng thứ nhì trên thế giới thì không thể nói là nghèo được. Các vị phải thông cảm câu nói của tôi. Điều thứ hai là tôi muốn đi mọi miền Tổ quốc để cứu chữa cho nhân dân bị ốm đau bệnh tật, theo như lời Bác Hồ dạy, phải xuất phát từ tấm lòng yêu thương nhân dân tha thiết, để đem hết tất cả những tấm lòng của mình ra, có thể giúp được nhân dân, đồng bào của mình bớt đi cái đớn đau bệnh tật, để có cái sức khỏe, làm ra của cải vật chất cho xã hội, cho gia đình, bản thân, và có sức khỏe mới bảo vệ Tổ quốc được, con em của mình mới giữ gìn được non sông đất nước. Nhưng tôi rất buồn. Buồn ở chỗ là gì? Một mình tôi nó không đáng gì cả. Tôi ước gì tôi có được khoảng 9.000 tỷ đồng để tôi giúp cho tất cả nhân dân Việt Nam, mỗi người chỉ cần một tí thôi. Còn cái chữa bệnh này thì nó vô cùng lắm. Rất nhiều người tài trên đất nước Việt Nam nhưng còn ẩn giật trong nhân dân. Bởi vì chúng tôi là những con người không có bằng cấp, theo như tôi nghĩ. Cái người được cấp bằng cấp đầu tiên trên thế giới là các vị biết, là được một người không có bằng cấp cấp cho người có bằng. Bởi vì đầu tiên
trên thế giới thì hoàn toàn chưa ai có bằng. Còn bằng của tôi không phải là nhà nước Việt Nam cấp, mà được nhân dân Việt Nam cấp. Các vị nhìn rõ đây là biết. Các vị nhìn cho rõ. Tất cả đến với tôi là bằng tự nguyện. Tôi không quảng cáo, không biển báo, không có một tí chút đòi hỏi gì trong nhân dân. Tất cả các cụ già và trẻ em trên toàn quốc đến với tôi 100% miễn phí. Còn những người đến với tôi còn đỡ tôi đồng thuốc, tôi lại đem đồng tiền đó đi để ủng hộ. Việc thứ nhất là trái tim cho em để cứu các cháu nhỏ có cuộc sống bình thường. Việc thứ hai là đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh ở chiến trường đã bỏ xương bỏ xác, tức là gia đình liệt sĩ và chất độc màu da cam và những người khuyết tật. Nếu mọi người muốn xem trực tiếp, tôi sẽ mở băng đĩa cho mọi người xem trong các chương trình tôi đi làm từ thiện trên toàn quốc từ trước nay. Với một lời mời của các nhà báo hôm nay, nếu thực lòng tôi được ra đảo để cứu giúp đồng bào mình, đấy là một điều vinh dự, hoàn toàn không lăn tăn. Ra đi có thể mang thuốc, nhưng ra về có thể hai bàn tay và hai bàn chân đất. Tôi sẵn sàng cứu nhân dân Việt Nam. Lời nói này là lời nói thật 100%. Ở đây có tất cả các cụ, không các bác, đây là bệnh nhân ở trên mọi miền Tổ quốc, từ Cà Mau về đến Hà Tuyên. 33 năm hành trình cuộc đời, kể cả những lúc gặp những cái gian truân, khó khăn, biển đảo, đồi núi, sông suối, trèo leo, cơm rừng, cháo suối, tôi vẫn sẵn sàng. Tôi đi bằng thuốc, tôi về bằng tay không. Sống một cách rất vô tư, không hề có mục đích lợi nhuận. Còn mọi người muốn hỏi ông làm như thế thì ông ăn bằng gì, thì tôi ăn là được nhân dân nuôi tôi. Tôi sống với nhân dân, tôi giúp nhân dân. Nhân dân ăn cháo, tôi ăn cháo. Nhân dân ăn lá rừng, nằm hang, nằm hố, tôi sẵn sàng. Bởi vì tôi cũng nói luôn là nhà tôi, là anh em tôi cũng là những con người ra đi trên chiến trường mặt trận, cũng không phải là những người sung sướng gì. Cho nên chúng tôi hiểu được người dân Việt Nam. Nhưng tôi rất buồn là bây giờ nhân dân Việt Nam ta ấy, tin ai, nhìn vào ai, dựa vào ai. Nếu các vị cần biết, có những người đi bệnh viện hết hàng trăm triệu đồng không khỏi bệnh. Người nông dân làm một năm mấy vụ lúa được bao nhiêu tiền, đi chữa bệnh như thế thì nên chữa hay nên chầm nằm để chờ chết? Đây là tôi nói thật. Đấy. Tôi muốn nói có một câu nói với Trung ương Đảng Việt Nam, tôi thay mặt cho nhân dân Việt Nam, là hãy nên quan tâm đến đời sống nhân dân hơn một chút nữa. Dân Việt Nam không phải là nghèo. Dân Việt Nam nếu không có tham nhũng, không bị quỵ lụy một nước nào, dân Việt Nam rất là giàu. Giàu ở chỗ nào? Tôi xin nói là 7% Biển Đông, 3% đất liền. Chỉ cần sống bằng Biển Đông, đất liền cho châu bò thả ăn thoải mái, không cần làm, nhân dân Việt Nam vẫn sống bình thường. Thì tôi có 7 sào ao, 3 sào đất. Tôi thu nhập bằng 7 sào ao này, tôi ăn không hết, chỉ chưa nói gì đất. Thì nhà nước mình là một gia đình lớn. Tôi muốn nói lên câu nói này, dù rằng ngày mai tôi không sống trên đất nước Việt Nam nữa, thì cái tiếng nói của tôi cũng đã in vào lòng nhân dân Việt Nam. Tôi là người Việt Nam, sinh ra trên đất Việt Nam. Tôi muốn nói lên những tiếng nói thay mặt cho nhân dân Việt Nam, để cuộc sống của nhân dân ta ngày càng tốt đẹp hơn. Đừng để chờ non sông đất nước mình sinh ra anh hùng. Sinh ra anh hùng tức là gì? Là có chiến tranh. Chiến tranh là gì? Chiến tranh là đổ máu đau khổ. Không phải những người dân Việt Nam, con em Việt Nam, mà kể cả những người đến chiến tranh với Việt Nam, gia đình người ta cũng không mong muốn gì điều này. Trên quốc tế, cái điều luật quốc tế
người ta cũng muốn hòa bình, không ai muốn chiến tranh. Nhưng chiến tranh ở đây gây nên nguồn gốc từ đâu? Thì cái này chắc là Trung ương Đảng còn biết hơn cả tôi. Trước kia Nguyễn Ánh là người ở đâu? Nguyễn Ánh là người Việt Nam. Thì tại sao Nguyễn Ánh lại lôi ngoại bang về để xâm chiếm cái đất nước Việt Nam mình? Thì vậy bây giờ sao? Nhân dân ta đừng có để đến lúc lại phải đứng lên dọn dẹp. Tôi nói thật một câu với tất cả mọi người trước mặt tôi đây vào cái phỏng vấn truyền hình hôm nay. Tôi nói thật một câu như thế này. Người dân Việt Nam rất mơ ước được có một cuộc sống an bình, có một sức khỏe. Muốn con em mình sau này không phải ra trận. Thì ta hãy nói tiếng nói thật như tôi. Đừng để xảy ra đến lúc lại phải đứng lên dọn dẹp, lại sinh ra anh hùng. Các vị tự hình dung từ Trung ương Đảng đến nhân dân nghèo nhất trên thế giới, có gia đình nhà nào mà 3 ngày không quét thì bẩn lắm. Nhiều gia đình thành một nhà nước, xã hội một nhà nước, nhà nước Trung ương là một cái gia đình lớn, nói câu quét thì nó không hay lắm. Nhưng tôi cũng muốn đề nghị các vị làm sao để cho nó xứng đáng là những người mình giúp dân. Đây là lời nói thật. Dù rằng có phải chết, phải như thế nào, cũng vẫn là trong lòng dân. Ai cũng phải chết, ai cũng một lần sinh ra, ai cũng phải chết. Nhưng chết như thế nào cho nó xứng đáng. Tại sao ông Giáp cũng chết? Rất nhiều người khóc, Bác Hồ chết rất nhiều người khóc. Nhưng có những người chưa chết đứng lên truyền hình, nhân dân từ đứa trẻ lên 7 tuổi nó bảo bố tắt ngay cái thằng kia đi, đừng để nó lên truyền hình. Thằng ấy là thằng ăn cướp đất nhà mình, thằng ấy là thằng bóc lột nhân dân. 7-8 tuổi đã nói biết nói câu đó. Câu nói này sung sướng không? Tôi hỏi thật với tất cả mọi người ngồi đây, đây là đất nhà tôi, đất là đất do nhà nước quản lý, nhân dân sử dụng. Tôi ngồi trên mảnh đất này là đất của Việt Nam, cũng như mọi gia đình khác. Lời nói của tôi hôm nay là lời nói thật. Đấy, tôi mong mọi người và tất cả các quý vị, nếu có điều gì sai, quý vị góp ý thẳng trên số máy của tôi. Đấy, tôi nói thật luôn như thế. Thưa quý đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế, sau đây tôi xin đọc chậm địa chỉ và điện thoại của anh Chử Văn Lượng. Nếu quý đồng bào cảm thấy bây giờ muốn cần tìm hiểu gì thêm về anh, hoặc là muốn tới được nhờ anh giúp cho khám chữa bệnh miễn phí, thì cứ xin liên lạc với địa chỉ của anh và điện thoại của anh, và khi cần thiết thì có thể là anh sẵn sàng là tư vấn miễn phí qua điện thoại. Tôi xin đọc chậm lại, mọi người ghi chép là anh Chử Văn Lượng là một thầy thuốc được nhân dân, người ta mệnh danh là gọi là thầy thuốc nhân dân. Địa chỉ tại thôn Chử xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Điện thoại của anh là 0977 408 349. Tôi xin đọc lại cái số điện thoại của anh: 0977 408 349. Anh chuyên chữa bệnh về một số loại bệnh chuyên như sau: một là những bệnh liên quan đến xương khớp, hai là bệnh liên quan đến dây thần kinh, và ba là liên quan đến bệnh viêm xoang. Anh chữa rất giỏi về những cái căn bệnh này. Và ngày hôm nay tôi là đầu tiên đến, thì tôi cảm thấy rất giật mình. Tôi cảm thấy là cái bệnh nhân của anh thì cứ như là bệnh nhân của một cái bệnh viện đấy. Mọi người, tôi đến sơ sơ là đây là có bao nhiêu chục người. Thế thì muốn hỏi anh một cái điều là thế này. Tôi trước khi đến với anh, tôi được người dân người ta ca ngợi anh lắm rồi. Người ta bảo đây là một ông thầy thuốc rất là đặc biệt, mà rất nhiều người họ nói ấy, là bệnh viện trả về mà anh vẫn chữa được. Rồi có người khác mất hàng trăm triệu mà không khỏi bệnh, người ta nói rằng là đến chỉ mấy cái thuốc lá mà cuối cùng là khỏi bệnh. Thế thì rất là đặc biệt, thì tôi mới biết tìm, hôm nay tôi mới tìm đến anh. Tức là do chính khách hàng của anh giới thiệu, tôi mới tìm đường, tôi tìm đến anh. Và hôm nay đến là được cái sự xác nhận. Nếu mà anh chữa không tốt thì không bao giờ cái người dân lại đi xếp hàng mà như thế này. Nó như một cái bệnh viện mà rất đơn sơ là như vậy. Thì muốn hỏi anh là tính trung bình mỗi ngày, anh là ngày ít ngày một ngày nhiều thì được khoảng bao nhiêu bệnh nhân đến khám chữa bệnh như thế này hả anh? Tôi làm bình thường tức là 10 năm đổ về đây. Dạ. Trước thì tôi đi với thầy không nói. Tức là bình quân một ngày
là tôi chữa 200 người. Một ngày 200 người? Một ngày 200 người. Trời đất ơi, thì một khi một bệnh viện không bằng anh rồi. Một ngày 200 người. Một ngày 200 người. Tôi cũng xin nói để anh thông cảm và đưa lên đài truyền hình và các bạn cũng thông cảm hộ một điều như thế này. Dạ. Dĩ nhiên là không thể khỏi toàn diện được. Và tôi cũng nói luôn là con người ta mà chữa bệnh cho nhân dân mà khỏi một cách vĩnh viễn thì đồng nghĩa với con người ta không bao giờ chết, là điểm thứ nhất. Điều thứ hai là ở bệnh viện, cái ngành khoa học, máy móc hiện đại, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, hộ lý, y tá đông ngàn ngạt, nhà nước phải đầu tư ra hàng bao chục tỷ đồng mà nhiều người còn chia tay rơi nước mắt. Vậy tôi cũng chỉ làm được với cái mức khả năng cao nhất. Cho nên tôi mong muốn tất cả các quý vị thông cảm và nhân dân trong cả nước thấy được cái điều tôi làm. Nhưng không phải ai tôi cũng chữa được và ai cũng khỏi 100%. Đây là những lời nói thật. Giúp được mọi người đến đâu với khả năng cao nhất của mình. Còn dĩ nhiên là giảm thiểu đi những cái đau đớn thì để cho nhân dân bớt cái khổ đau trong cái cuộc sống. Đấy là những lời nói thật. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thế vậy thì hôm nay xin đặt hàng với anh. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ có rất nhiều những chương trình mà đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thì xin mời anh và rất mong muốn là anh tạo điều kiện tốt nhất để mà đi cùng chung vai gánh vác, để mà giúp cho người dân người ta có sức khỏe. Đặc biệt là những người dân đang sống ở vùng biên cương hải đảo. Và đặc biệt là những người mà có gia đình, có con em đang cầm súng chiến đấu ở biên cương hải đảo. Mình làm như vậy thì mình làm an lòng dân và các cái chiến sĩ. Người ta chiến đấu, người ta cảm thấy người ta an lòng vì đã có hậu phương lo cho họ rồi. Rất là cảm ơn anh đã cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Và chúc anh là nhiệm và gia đình bình an, thật nhiều bình an và nhiều sức khỏe, và để có điều kiện cống hiến tốt nhất để phục vụ sức khỏe cho nhân dân. Xin cảm ơn anh. Vâng, xin chào.